Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại chợ An Ngãi, tọa lạc tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị nhà đầu tư nào đang tìm mặt bằng kinh doanh buôn bán ngay giữa chợ, ngay giữa lòng chợ luôn quý anh chị ha. Là một lô đất ngang 49 gần 5m, dài 18m, full hết thổ cư, xây dựng tự do nha quý anh chị. Mà giá chỉ có 1.750.000.000, giá còn thương lượng cho quý anh chị nào thiện chí gặp trực tiếp chủ làm việc luôn ha. Thì mình là lô đất nằm giữa ngay lòng chợ luôn nha quý anh chị. Đây, vị trí kinh doanh buôn bán khá là sầm uất luôn. Đấy, mình là thông hết ha, đi ra phía trước cũng được, chợ phía trước và đi ra chợ phía sau cũng được ha. Đây là một lô đất nằm sát bên căn nhà lầu này luôn nha quý anh chị. Đây, sát cái nhà lầu này luôn nè. Nhà này là nhà một trệt một lầu ha. Thì ở đây được xây dựng tự do nha quý anh chị. Tài chính nhiều thì mình xây nhà lầu, còn không thì mình làm nhà cấp 4 cũng được ha. Đây thì em xin nói là cái diện tích đây, từ cái miếng nhà lầu này qua là 49 gần 5m, đúng chính xác là 49, sâu vào là 18m. Phía sau cũng 49 luôn ha. Đất mình khá là vuông vức luôn, đất phủ hồng toàn bộ, xây dựng tự do, full hết thổ cư, mà giá chỉ có là 1.750.000.000. Dành cho anh chị nào đang tìm sản phẩm một lô đất kinh doanh buôn bán nằm giữa lòng chợ ha. Thì chợ này em xin nói lại là chợ An Ngãi, tọa lạc tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phía bên này là phía sau chợ nè. Đấy, thì phía sau hai phía trước gì là cũng kinh doanh sầm uất hết quý anh chị ha. Đấy, đây, thì em đi ra thông lúc nãy là em đi ra còn phía trước chợ, bây giờ em đi ra phía sau chợ nè. Đấy, thì bây giờ em sẽ chạy ra lại quốc lộ 55. Đây nè, chạy thẳng ra quốc lộ 55 để em chạy xe ra cho quý anh chị xem ha. Xong rồi em đi vòng lại phía trước chợ để cho quý anh chị tham quan quanh vòng chợ luôn. Vì em quay ngay lúc này là khoảng tầm 4:30 rồi, nên là hơi tối tí, quý anh chị thông cảm ha. Tại vì chợ mình là chợ chiều, ở đây là nó có hai chợ quý anh chị ha. Một là chợ Long Điền, là chợ buổi sáng. Đây là chợ An Ngãi, chợ chiều. Đường này là đường quốc lộ 55, đường huyết mạch ha. Còn đây là trung trạm y tế này. Đó, mình là viết sau lưng của trạm y tế luôn nha quý anh chị. Đấy, đường là đường quốc lộ 55. Rẽ vào đây là rẽ vào cái bách quá xanh này là cổng đường vào cái lô đất mình hồi nãy nha quý anh chị. Đó, hồi nãy là phía trước chợ, đây là phía trước chợ, còn phía bên kia là phía sau chợ. Đấy, mình là nằm giữa chợ luôn ha. Thì mình sát với lại đường quốc lộ 55 luôn. Quốc lộ 55 là đường huyết mạch kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đất Đỏ, đi về Long Điền, Hồ Tràm, Lộc An, Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận là đi ngang qua đây luôn. Rồi, để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ hết. Và đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Đây. Đó. Đây. Tờ thửa đất số là 66, tờ bản đồ 22, địa chỉ là xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 88m nha quý anh chị. Tại vì diện tích này là diện tích của sổ cũ nha. Giờ bên ra sổ mới là 88m2 lận. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, full thổ cư ha. Thời hạn lâu dài này. Đây, thì đất của mình là quay về mặt tiền chợ. Đây chợ này, ngang 49 sâu vô 18. Đất của mình là quay về hướng Tây Bắc. Quý anh chị nào hợp hướng Tây Bắc thì inbox cho em để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Và đây là cái quy hoạch của mình quý anh chị ha. Ngang là 49 này, sâu 18, phía sau cũng 49 luôn ha. Lô đất mình cực kỳ vuông vức luôn. Gần 5m nha quý anh chị. 49 đều hết luôn. Rất là vuông vức và phủ hồng toàn bộ, và đất ở nông thôn hết luôn nha quý anh chị. Không có bị quy hoạch ha. Thì phía sau mình là mặt tiền quốc lộ 55, phía bên này là trạm y tế, còn phía bên này là chợ. Nằm giữa chợ luôn quý anh chị. Đấy, nằm kế bên căn nhà lầu, kế bên cái căn nhà lầu một trệt này đâu quý anh chị. Đấy, phía bên này là đường mặt chợ trước, phía này là mặt sau chợ, mình là giữa chợ luôn ha. Đấy, trung tâm của xã An Ngãi, phía bên này là quốc lộ 55 rồi, còn phía bên này là trung tâm hành chính huyện Long Điền đây. Đó, đây là trung tâm hành chính huyện Long Điền, khá là gần, đi đâu cũng gần nha quý anh chị. Trường học chợ. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm đến sản phẩm mặt tiền chợ thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.